phải chạy xuống cái dãy cầu nữa các bạn. Bỏ xuống cái dãy cầu nữa nè. Quá cao luôn các bạn ơi, cái bến này các bạn ơi, chị ấy đem cơm rồi ra mới cắt thì xuống phà xong rồi các bạn. Đây cặp 105 mét các bạn. Mấy anh đang cắt lúa vô cây nha. Chị gái thì đi đem cơm cho mấy anh máy cắt các bạn. Chị chủ máy làm sao ấy. Cái này máy chuẩn bị chạy đi đồng ở dưới Ngọc Hòa các bạn. Máy kéo này đang chạy lên dốc nữa. Lấy môi xuống luôn đi con. Lấy môi lấy que rồi xuống luôn đi cho dễ chạy. Đây mấy anh đi máy kéo nha các bạn. Mấy anh đi máy kéo này thì đang trách lúa xuống cái cây các bạn. Rất là gọn gàng luôn các bạn ơi, vô đường giặt đây. xong thì sẽ xuống máy nha các bạn, thì xuống dưới chiếc phà này nha, có cái chỉ cầu đây nha các bạn. Rồi, máy lui xuống các bạn ơi. Máy phải chạy xuống cái dãy cầu nha các bạn. Rất kỹ thuật các bạn ơi, mấy anh này chạy kinh nghiệm ha. Đưa xe xuống luôn các bạn ơi. Đòn máy cắt này ở dòng máy này ở anh chị Tân Hiệp. Anh chị khúc phà này thì chở được một chiếc máy cắt, một chiếc máy kéo nha các bạn. Đòn máy này rất là đông luôn các bạn ơi, mấy anh em đi chung rất là vui luôn ha. Này vô cái mùa gặt lúa vụ hè thu rồi. Đây cái máy ủi chiếc phà này nha các bạn, thì hiện tại đang ve ra là cái kinh này cũng nhỏ ha, lên sình luôn. Quá dữ luôn các bạn, động cơ rất mạnh ha. Lên sình cái kênh này luôn các bạn ơi. Về thì mấy anh này ve lại nha các bạn. Về lại kiếm chỗ quay đầu nha. Thì mấy anh quay đầu ngay chỗ này nha các bạn. Chỗ này thì được chọn là chỗ này nó hơi bự xíu. Máy quá dữ luôn các bạn ơi, máy ủi phà máy cắt nha. Rồi cái này anh em chạy đồng xuống Dòng Kiền các bạn. Cây 105m đi chung luôn ha. Máy này rất mới luôn các bạn ơi, này chạy mới có mùa. Bao 504 mấy gì chú? 54. Dạ 14 bao ngon không ơi. Năm nay thua 54 dạ, 800 kg không ta? Hả? Bao chắc cỡ 5 mấy. Dạ tiếp tục cây thứ hai chạy đi các bạn ơi. Cây chà bá chỗ đó lên chừng hả, cây chà bá kìa. Cái động cơ ủi chiếc phà này rất là mạnh luôn các bạn. Rồi xuống nhánh trà luôn nè. rồi mấy anh em đang ủi chiếc phà đi đồng luôn các bạn ơi. Cái máy đang chạy qua cầu rồi các bạn ơi, ở dưới chân cầu này. Đang có chiếc phà đấy các bạn.